Chào các anh chị và các bạn, đây là kênh mà tôi sẽ tổng hợp kiến thức, hình ảnh về các loài cây của Việt Nam và công dụng của chúng trong cuộc sống của chúng ta. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về cây cà rốt thuộc họ hoa tán. Cà rốt là một loại cây sống 2 năm, có rễ trụ, nhẵn hay có lông, lá mọc sau le, không có lá kèm, bẹ khá phát triển, phiến lá xẻ lông chim, càng gần phía đầu càng hẹp, hoa hợp thành tán kép, tán nhỏ mang hoa, trắng hồng hay tía, lá bắc của tổng bao cũng xẻ lông chim, lá bắc của tiểu bao đơn hay xẻ ba, đế hoa khum lõm, lá đài nhỏ ba cạnh, cánh tràng, mọc so le. Trong tán thì ở giữa bất thụ, màu tía, còn hoa khác thì màu trắng hay hồng, quả bế, mỗi đôi gồm hai lửa, mỗi lửa dài từ 2 đến 3 mm, hình trứng, hai phân liệt quả dính với nhau ở mặt giáp nhau, sống phụ có phủ đầy sợi tương ứng với các ống bài tiết giả, hạt có phôi nhũ sừng, rễ trụ, hình dáng thay đổi tùy theo loại. Người ta cho rằng cây cà rốt vốn có nguồn gốc từ Pháp nhưng hiện nay được trồng phổ biến ở khắp các nước phương Tây và phương Đông. Đầu tiên là một thực phẩm nhưng hiện nay lại thêm vai trò cây làm thuốc và nguồn nguyên liệu provitamin A, năng suất từ 30 đến 40 tấn củ một hecta hoặc 800 đến 200 kg hạt một hecta. Trong việc trồng cà rốt, người ta còn phân biệt ra 3 loại cà rốt dài và đỏ có thể trồng ở bất kỳ đất nào, loại củ cà rốt đỏ và dài vừa phải trồng ở những nơi đất ẩm, loại cà rốt làm thức ăn cho gia súc có năng suất cao hơn có thể ở trồng ở những nơi đất khô, dùng củ hay quả tươi hay phơi hoặc sấy khô. Ngoài công dụng làm thức ăn, cà rốt được dùng để chữa tiêu chảy của trẻ em do tính chất làm giảm nhu động ruột, hút chất nhầy, độc tố vi trùng. Các tinh dầu cà rốt được dùng từ lâu trong công nghiệp rượu mùi. Ngoài mùi thơm ngon, tinh dầu cà rốt cho vị rượu ngọt. Tinh dầu cà rốt còn được dùng trong kỹ nghệ nước hoa. Cả quả cà rốt được dùng làm thuốc thông tiểu, điều kinh. Củ cà rốt còn được dùng làm nguyên liệu chế caroten. Nếu thấy nội dung này là hữu ích thì nhờ anh chị chia sẻ cho bạn bè và người thân của mình và ấn thêm vào nút like để giúp cho kênh có nhiều người biết hơn nữa. Xin cảm ơn sự theo dõi của anh chị. Chúc anh chị có một ngày mới vui vẻ và hạnh phúc.